Xin chào tất cả các bạn, mình là Nam ở bên cửa hàng guitar Isaac. Và trong video này thì mình xin giới thiệu với các bạn về một sản phẩm đàn guitar có thể nói là trung cấp, tức là giá phân khúc thị trường giá tầm trung và dành cho những người đã biết chơi và đang muốn tìm một cây đàn guitar để có thể gắn bó lâu dài, biểu diễn ở trường ở đâu đó, ở các cái nơi đông người, hoặc là những bạn mới tập chơi và muốn có một cây đàn thật là chuẩn và để gắn bó lâu dài luôn, thì đây cũng là một cây đàn dành cho các bạn. Và ok, bây giờ mình xin đi chi tiết về cây đàn này. Thì một cây đàn nữa mình cũng giới thiệu luôn, tức là ở đây có hai cây đàn. Đó, mình để qua các bạn, trong video này mình giới thiệu luôn hai cây đàn này. Bây giờ mình xin đi chi tiết cây đàn này trước. Cây đàn này thì hoàn toàn được sản xuất, hoàn thiện ở trong Sài Gòn, một cái nơi mà mình được coi là cái nôi của sản xuất đàn guitar ở Việt Nam. Bởi thời tiết nó rất là tốt, mọi thứ ủng hộ để làm một cây đàn tốt rồi. Mặt đàn cây này là gỗ thông, eo và lưng là gỗ hồng đào Bắc Phi, và tất cả đây đều là gỗ nguyên tấm ạ, tức là xẻ từ cây gỗ ra và nguyên miếng, hay còn gọi là các bạn hay gọi là full solid hay là all solid đấy ạ. Đàn này thì có ti chỉnh cần đàn chắc chắn rồi, để các bạn sẽ yên tâm rằng là nó sẽ không phải lo vì cong cần đàn nữa, vì có cong chúng ta chỉnh thẳng được. Về lược và ngựa thì đều bằng xương. À, hoặc là có thể bằng nhựa thì tùy các bạn thôi. Các bạn nào cần bằng xương thì hãy bảo mình là cần xương thì mình lắp xương, còn nếu không thì mình lắp bằng nhựa thôi. À, ok, khóa đàn thì cũng không có gì quá là đặc sắc, khóa đúc thôi thì nó cũng đảm bảo bền lâu, dùng cả chục năm cũng được. Hoặc nếu có hỏng thì bên mình có bảo hành khóa này, đến lúc nào vứt đàn đi các bạn không phải lo. Về dây đàn là dây Alike, loại đàn dây đàn mình khá ưa thích vì tiếng rất là giòn. Nhiều bạn nói rằng đây là dây Trung Quốc thì không sao, mình cảm thấy rất là thích đánh nó, thì tùy các bạn thôi. Ok, đây các bạn nhìn một lần nữa. Về nước sơn, độ hoàn thiện của nó rất là tốt đó, vì đây là cây đàn sản phẩm kỹ ạ. Chính ngay cả mặt cần nữa. Vì các bạn có thể thấy thì ở trên YouTube này mình đã làm một cây đàn tương tự này, nó là mã là BP1. Nhưng với sản phẩm này là BP2, tức là hàng kỹ hơn. Thành ra là các bạn nhìn nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ đi về âm thanh cây đàn này như thế nào. Đấy, cái dĩ buông đấy. Còn khi đánh vào giải dây sẽ như nào. Đã bao ngày mẹ con ngóng trông, ngày con chào đời với yêu thương và niềm hạnh phúc vương trên đôi mắt mẹ. Nụ cười về con rất yêu. 9 tháng 10 ngày rồi cũng đã trôi rất nhanh. Ngày con chào đời cất tiếng khóc trên đôi, thầm tha ơn Chúa đã dựng nên con là người mẹ con yêu nhớ. Ngài dựng nên con trong lòng mẹ con. Ok, mình hát vậy thôi để các bạn nghe được cái tiếng đàn của nó. À, một lần nữa các bạn hãy xem qua cái đàn này. À, có một điểm mình muốn nhấn mạnh cái đàn này, đó là cần đàn của nó, các bạn nhìn thấy ạ, rất là mỏng. Thì khi các bạn chặn này sẽ rất là dễ dàng để bấm hớm chặn, và mặt phím là nó cong như thế này, bạn nhìn chú ý mặt phím là nó cong đúng không ạ. Thì khi mà các bạn bấm có cái khe tay đây thì nó sẽ đẩy cho các bạn, thì bấm nó không bị hiện tượng rè nhiều đó. Và mặt cần này tuy là mỏng nhưng mà nó rất hạn chế bị cong, vì đây là cần đàn ở sản phẩm tầm giá tầm trung rồi, nên là cần đàn rất là tốt, gỗ tốt và đã có ti chỉnh cần, thì các bạn hoàn toàn yên tâm. Và một điều nữa đó là cần này nó là, các bạn chú ý nhé, hoàn toàn để trắng và nó liền, nó là cần đàn liền. Thì để hạn chế thôi, khi mà các bạn vô tình chẳng may có để nó đổ như này thì cái việc mà nứt ở phần này nó sẽ được hạn chế rất là nhiều. Tuy nhiên mình không dám đảm bảo rằng nó sẽ không bị gãy, nhưng mà nó hạn chế cho các bạn. Thì như vậy là hạn chế rủi ro các bạn rất là nhiều. Ok, và như phần đầu thì mình có nói rằng mình sẽ đánh thử cả một cây này nữa. Đây là cây full F, BPF2. Các bạn cùng nghe qua. Tất cả mọi thông số đều như nhau, chỉ khác mỗi là cây kia thì mặt là mặt thông, còn cây này là mặt của mahogany. Thì trống nó sẽ không được tốt, cảm thấy trống nó sẽ không được đàn hồi như là cái cây gỗ thông mặt thông này. Âm thanh thì sao?
cây BPF2, và đây là cây BP2. Bạn nghe tiếng nó khác một chút thôi đúng không? Quan trọng nhất là cái phần mình thấy là các bạn để cân nhắc thêm, tức là cái phần này thì cái trống ở mặt thông thì cái trống bao giờ mình cảm thấy nó tốt hơn. Tức là các bạn có chơi finger ấy, thì các bạn đập trống nó sẽ thích hơn rất là nhiều. Đó. Rất là thích. Đó thì đấy là lựa chọn của các bạn. Và khi các bạn cần đặt mua thì hãy liên hệ mình theo địa chỉ thông tin mình đã để ở dưới cái phần chi tiết ở trong phần hiển thị này các bạn. Click vào nút hiển thị thêm, nó sẽ xuất hiện thông tin. Hoặc là các bạn gọi trực tiếp cho mình qua số điện thoại, nếu bạn không tìm thấy thông tin ở dưới thì là số điện thoại của mình là 0936984989 để mình sẽ hỗ trợ các bạn. Hoặc là Facebook là Nam Guitar Isaac. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video khác của bên mình.